ngày 19 tháng 3, hưởng ứng Giờ Trái Đất 2016, tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hội An và 60 tỉnh, thành phố đã đồng loạt tắt đèn từ 20:30 đến 21:30. Tại quảng trường Cách mạng tháng 8 Hà Nội, gần 5.000 người đã có mặt cùng đếm ngược, chứng kiến sự kiện tắt đèn, truyền đi thông điệp, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Chiến dịch Giờ Trái Đất 2016 do Bộ Công Thương chủ trì với sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và Daikin Việt Nam. Trong đó, EVN là nhà tài trợ chính của chiến dịch 8 năm liên tiếp. Tính đến nay, đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch. Thống kê từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, trong một giờ tắt đèn, Việt Nam đã tiết kiệm được 451 MW, tương đương với 451.000 kWh điện, tiết kiệm được 731,544 triệu đồng. Ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái Đất nhằm khuyến khích hành động nhiều hơn một giờ tắt đèn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến dịch Giờ Trái Đất là một trong những hành động của Việt Nam thể hiện cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030, góp phần cùng thế giới chung tay trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu.